Em chào các bác, các chị, bạn trẻ nha. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Đấy, hiện tại bây giờ đang là buổi sáng sớm các bác. Đấy, sớm lắm. Bây giờ mới hơn 6 giờ thôi. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang cùng anh Đông Tí Hon vào nhà cô Toán Tí Hon. Cũng mấy hôm rồi Hoàng Hiền thì chưa quay trở lại thăm nhà cô Toán Tí Hon. Không biết là tình hình thì là nhà cô Toán Tí Hon như nào rồi đó. Và hôm nay thì Hoàng Hiền vào thì để gửi cái tiền vật liệu đấy. Hôm trước mà chú Chi chú chở vật liệu để làm nhà tắm cho nhà cô Toán Tí Hon các bác đấy, thì hôm nay thì Hoàng Hiền vào để gửi cái tiền vật liệu đấy. Thì vừa Hoàng Hiền vừa mới liên hệ chú Chi rồi, thì là có nghĩa là cũng liên hệ cho chú Chi là từ hôm trước rồi. Thì là chú Chi chú bảo là tí nữa chú đang vào rồi, thì là tí vào thì gửi cho chú Chi để cho xong cái tiền vật liệu xây nhà tắm của cô Toán Tí Hon đấy. Nhà cô Toán Tí Hon thì là hôm kia và hôm qua thì nhà anh trai của cô Toán Tí Hon thì là có đám cưới của con gái lấy chồng đấy, hôm nay thì là xong rồi đấy. Nhà cô Toán Tí Hon, anh Đông có vui không? Anh vui lắm. Sớm lắm. Tối qua ngủ ngon không? Ngon. Ngủ ngon á? Hôm qua ăn tiểu hổ này. Nhà anh Đông qua chú Đức này, giúp là một xe cát, nó lại mối quả trần. Đấy, chú Sơn thì giúp một cái bóng điện cực to. Và hôm qua thì làm bữa lẩu tiểu hổ đấy, tại nhà anh Đông rất là vui. Sau đó thì lên nhà chú Mười, ngồi với chú Mười cũng rất là vui. Chú Mười, chú Tuyến, bác Sơn quý anh Đông lắm các bạn ạ. Ai quý anh Đông. Nói chuyện các bác anh Đông. Chào bác ạ. Em vui quá. Em sướng quá. Em xin cảm ơn. Cầm hoa làm gì ạ? Hả? Cầm hoa làm gì? Anh đi cầm hoa để cứ vui. Hái hoa đẹp quá hái à? Yêu cái đẹp à? Thì phải tặng vợ. Môi khỏi rồi đấy. Tịt rồi. Tịt rồi. Hôm trước đỏ sưng lù lên. Thời tiết đẹp nhỉ? Đi nhá. Gần đến nhà cô Toán Tí Hon này rồi. Đi điệu giám đốc anh không? Đấy. Đấy. Anh Đông Tí Hon, nhà cô Toán Tí Hon, nhiều nhà khác trên kênh YouTube của Hoàng Hiền. Các bác nhận xét là thay đổi ngoại mục. Thay đổi chóng mặt. Phải không anh Đông? Như anh Đông này bây giờ các bác thấy khác không? Không khác chỉ về kinh tế mà khác cả về con người anh Đông. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Ngày đầu gặp ua ua, hỏi gì ừ. Bây giờ như kiểu một người khác. Anh Đông ạ. Một Đông Tí Hon hoàn toàn khác. Nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, lạc quan, yêu đời, béo trắng. Lại còn bày cách lấy vợ. Bày cách lấy vợ cho em Hùng với Hoàng Hiền. Lấy vợ da đen đen. Anh Đông Tí Hon. Nhưng mà em thích lấy vợ da trắng anh không? Được không? Được. Nhưng mà sao anh bắt bảo là phải lấy vợ da đen? Hả? Mà, hả? Thế nào cũng được á? Nhưng mà anh phải giới thiệu cho em người như nào tốt tốt để em chọn nhỉ? Hả? Chết cười mình Đông Tí Hon. Cọ nhà cô Toán cắt hết nửa tốt trên này. Anh Trung thợ xây Hoàng Hiền liên hệ vẫn đang ốm. Trung thợ xây. Nhà cô Toán này. Từ xa các bạn thấy đẹp chưa? Đẹp từ ngoài vào trong. Đấy. Sơn màu xanh đẹp tuyệt vời, mái tôn rực rỡ luôn, bờ rào kín đẹp này, đấy,
vật liệu đang chờ đây. Anh Trung khỏi uống mắt là làm ngay, xây cho nhà anh Đông đi hon, nếu có toán tí hon, đẹp tuyệt vời. Rồi cuối Toàn đã đi học rồi sao? Lợn nước nào mà à, lợn me me ép à. À. Dạ. À chạy ác ghê nhỉ. Dạ. À Mikino. À xin chào ông Toàn Thi Hon. Em chào hai chị nhá. Ờ. Ờ Mikino. Xin chào người đẹp của xóm. Úi dồi. Người đẹp của xóm sức khỏe dạo này thế nào? Sức khỏe nào? Ừ. Nhìn Toàn mới quấy đâu cô? Đi sớm đấy. Vừa đi xong à? Hôm nay có vẻ tươi tỉnh thế nhỉ? Hả? Cái gì cái? Hả? Nắm hoa lắm á? Hoa ở đâu mà nắm? Hoa đám cưới á? Đâu vào xem nào? Ai chả? Người như hoa mà chả tươi đúng không? Diễn viên điện ảnh. Ôi ôi ngon nước rồi cô Toán ơi, mới hôm mưa nước này. À này muốn bơm người tát lên mẹ phốt nào tắm. Bàn ghế chúng đâm cây bên này à? À à chúng đâm chặt hết mấy cái ổ đi à? Ôi ôi đánh đi hay chặt? Ôi phí thế. Wow. Chúng đâm đám cưới chặt hết cây bưởi biếc nó chặt hết à? Ôi rồi. À vẫn lại là gốc. Vẫn lại là gốc kia. Chặt cành thôi, chặt cành được. Không vấn đề gì. Nên giường giấc bế sang đây. Đâu hoa hòe đâu nè. Đâu? Ai nhỉ? Hả? À? Mua cái ban hoa. Anh già. À đây là hoa đấy à? Hoa nhựa à anh già? Mua bao nhiêu? 40.000 à? À được để đẹp đấy. Ừ. Đây là hoa đám cưới à? À hoa đám cưới. Ai già. Đây. Ừ. Toán đi hoa giờ vui vẻ chưa? Lạc quan chưa? Qua rồi đến rồi bà công nhận đẹp thật đấy. À thế à? Qua rồi đang cố sang đây chạy hết rồi còn chở chỗ ngồi. À không quan cô ở đây à? Cố bên kia không hỏi sang đây chơi. À thế à? Nhìn nhà nổi quá. Mừng cho cô quá thì à. À vui quá. À, nhìn mà sáng sủa hẳn nữa nhỉ. À. Cô Toán với anh Đông đi hon. Yeah. Đấy, hôm nay cháu cảm nhận hôm nay là hình như cô có gì cái vui đặc biệt. Đặc biệt tuyệt vời. À? Nhìn mấy lá hoa này là cô vui lắm. Yêu đời à? Ừ. À. Đời nhìn mặt vui vẻ có nghĩa là cái khuôn mặt nó rạng ngời, nó vui vẻ, nó lạc quan lắm. À, xin chào chào cô nhá. Vâng. Đấy. À? Đâu anh Đông thiết kế rồi. Đây thế còn hai này nào vào cho đẹp đi. Đây để kiểu gì cho đẹp? Đây, đây này. Đây. Thế còn cái này để kiểu gì? Đây này á. Cái này làm gì mà đẹp không? Hả? Đẹp nhất à? Hoa này là hoa gì chị Toàn? Cái này. Hử? Nó kêu hoa giả chứ? Hoa ở kia là hoa giả. À, anh đây. Xin chào chú. Vào đây chú. Hả? Nhiều hoa đấy. Đảm bảo rất nhiều hoa. À. Cái gì mà nhiều hoa đấy?
Nước trà gặp đúng anh Đông, đúng bài. À. Có bàn Thái mới, có quạt trần mới. À. Vừa có bàn Thái rồi, có quạt trần luôn. Bán. Yeah. Đẹp tuyệt vời. À. Chiều tối nay chú Chi chú gạch, chở gạch anh luôn. À. Đã chuẩn bị có bờ rào kín rồi. Lại ngon rồi. Đẹp ngay. Như nhìn đẹp. Đẹp như nhà cô Toán. Nhà cô Toán sáng quá. Đẹp chưa? Dạ đây tivi. Tivi xem tốt cho cô Toán. À thế nó ok. Vẫn nghe nhạc Bonnie đâu mà mầm nhé. À, có xem Hoàng Hiền không? Có đi, có xem qua, có xem tận 12 giờ. Cái gì? 12 giờ hôm qua cô làm cho về cô xem. 12 giờ đêm á? Xem mạnh nhé. Cái view Hoàng Hiền mạnh nhé. À, hôm qua là công việc làm cưới xong tối đúng không? Chắc là chắc cũng về muộn muộn đúng không? Buổi tối thì mình làm hết việc xong mình có thời gian. À, chăn bò chăn lợn đúng không? Phấn khởi quá. À. Hai ngày cũ liền. Chắc ăn nhiều cỗ vui vẻ hay sao đi. Nhiều thịt là đấy ngủ rồi. Nhiều thịt em làm suốt ngày. Anh cũng đúng như gì rồi. À. Anh thì không sao mà như người luôn. À. Ê chú ơi, cháu gửi cho chú cái tiền vật liệu nhé. Vâng, hôm trước là chở vật liệu nhà tắm. Đấy, mấy hôm rồi. Đấy, tất cả là mấy cho chú chị nhỉ? Chở nhà tắm xong thì là bây giờ là 2 xe gạch 1.000 viên. 1.000 gạch là 2 triệu. 2.500.000. Với lại 3 đôi cát 900. Vâng. Thế là 2.900.000 à? 900 là 2.500.000 là 3.400.000. À ừ. thử chú đi. Đây cô Toán, cô Toán. Gặp đông là tên chính ai. Giờ đang bơm thợ điện đang lên rồi, sửa đường điện hôm qua. Sửa đường điện nhanh đâu á? Chú bảo sửa tối qua lên là sửa lần mở cường ngày sáng lên nó nghỉ khoảng 1 năm. À. Không đáng lâu sợ chặt chứ. Vâng. Nhánh đông tiêu hoang nối quan là cắm nồi lẩu. Mạnh quá, 2 lồi. Nữa gì? Hả? Pháo hoa. Pháo hoa? Chán. Nó nổ mà. Nó nổ rồi, giống như vậy. Sáng nay sửa luôn. À. 1 triệu. Không, cô lấy 500 ấy. Đây 3.400.000 được rồi. Đây 400. Đấy. Lấy 2 triệu nữa. 500 đầy ấy. Đây này, ngăn cuối đầy 500. Đấy 5 lít luôn. À. Đấy, tiền đấy. À, triệu nữa, 1 triệu nữa. À, 2 triệu này. Đấy, chú. Đây, chị. Vâng. Ôi, không lấy. Ôi, lấy đủ rồi, lấy đủ rồi. Đó. À. Ôi, à. Đây, đây rồi, 3.400.000 đủ rồi. Ừ. Yên cố vậy, chẳng có nào. Lại. Cố vậy, chẳng có nào. Cảm ơn chú Chi nhé. Ừ. Vâng, vâng. Đấy. Tối chú chở vật liệu nhà anh Đông thì cháu lại gửi tiền chú xong. Ừ, chiều tối chú sẽ cắt. Vâng. Đấy. Anh Đông dẫn đây. Ừ. Ừ. Đấy. À. Ăn vừa chú. Ừ. Vâng. Ừ, cháu đi. Vâng, vâng. Mời chú nhé, mời cô Toán đi ăn. Ừ. Anh Đông. Cho mấy cô cháu đây nhé. Vâng. Chào chú nhé. Ừ, chào em. Nhé. Nhé, nhá. Ai nhà, làm gì? Tặng hoa. Tặng anh Đông tí hoa lắm. Tặng lá hoa cho anh Đông. Ai nhà? Em xin nhé. À. Đi về. Đặt phòng khách. Ừ. Trả tặng Hoàng Hiền gì? À. Ai à, tặng Hoàng Hiền.
Thôi cháu trêu cô thôi. Thích không anh Dung? Thích không? Đẹp đấy. Đẹp không? Dạ. À, tí về tặng vợ. Ừ. À, về tặng vợ nhá. Làm gì đấy? Hả? Kẹo gì? Chắc kẹo đám cưới à? Ai nhỉ? Đúng kẹo đám cưới rồi. Ừ, hướng dương kẹo. Dương này. Ừ, hướng dương kẹo. Kẹo đám cưới ai ở giấy khen này? Đấy, bộ sưu tập giấy khen nó con này. Quý Mỹ Toàn học quá giỏi luôn. Ừ. Tuyệt vời. Vâng. Cô Toàn Minh Châu này đều béo rồi. Đều béo. Đều béo trắng. Ừ. Béo ra. Nhìn mặt nha. Anh nhìn cái khuôn mặt kìa. À. Đúng không? Toàn là phi máu, phi hai bên má đây. Béo trắng luôn. Ờ, bây giờ cô cũng ok rồi gì à? Nó không có. Cô nhớ hôm đầu cho vào không? Cháu thề không cho cô vào mặt đen xì luôn. Mà má tóp vào. Hóp hết. Thì khi người ta mà người ta có cái điều kiện, người ta cái tư tưởng nó thoải mái đấy, thì chắc chắn là nó sẽ phải là béo tốt rồi. Em bảo cho bác cho các chị ăn chén dưa cùng nhau nhá. À ok. Vâng vâng. Cũng như anh Đông đi hon thì ngày xưa anh Đông đi hon làm gì, nhưng bây giờ má tóp vào mặt đen xì xì gầy nóng ngon, nên nói cứ như ông cụ 90 tuổi như kiểu người trên rừng xuống đúng không? Nhưng bây giờ anh như người thành phố luôn rồi gì à? Đúng không? Hoạt bát nhanh nhẹn là quan đi, một là kinh tế có các bác giúp đỡ đấy, hai là con người em tạo điều kiện cho anh được va chạm đúng không? Anh được đi, anh được giao tiếp, anh được biết bà con phát triển kinh tế như nào, bà con làm ăn ra sao, anh giao tiếp với bà con, anh nói chuyện, nói chung là về mọi thứ đúng không? Là mình không phải như ngày xưa. Ngày xưa anh, em còn nhớ cái lúc ngày đầu em gặp anh ấy, xong thì cái lần đầu tiên đưa anh thành phố là cái lần đầu tiên anh đi thành phố đúng không? Đấy, ngơ ngơ ngớ, bây giờ đi thành phố suốt, ăn phở suốt đúng không? Đấy, biết Tết từng này, có khi nhiều người biết còn không bằng anh ấy chứ đúng không? Ừ. Nhiều người mơ không bằng cháu rồi, cô gái nhà cô bây giờ còn khổ lắm. À. Gái lấy chồng Tân Hòa. Ở đâu? Tân Hòa. Tân Hòa. Chồng bây giờ ông giờ bà không biết được rõ. Nghèo lắm, bởi nhà bây giờ thì vẫn sinh được hai đứa con, hai đứa gái và thằng chồng. Cứ dần dở hơn. Ừ. Cô đi làm đấy, cô đi làm như vòng mấy ngày như vậy. Đấy. Vất vả. Đi nhà vụ toán thì sáng quắc nằm đây ngồi ghế xem tivi, nằm giường xem tivi. Ờ. Nhất tỉnh gì nữa. Nhất tỉnh đấy. Ừ. Cho vợ hiền gặp lành đấy. Ở hiền gặp lành à? À. Mơ mơ được khó. À. Đấy. Thôi cô Toán nhá. Cháu Minh Đông đi hôn mù chê. Ờ, hẹn gặp lại. Ừ. Đây dạ. Hoa đẹp đấy. Mù chê à. À. Vâng, xin chào. Đây, ngó bếp nhà cô Toán ơi. Đấy, cao diễn viên điện ảnh, cô Toán máy giặt đây. Đưa bếp ga ở đây, anh Đông mua bếp ga rồi. Đấy, nấu này đẹp chưa? Ừ. Hả? Ông tên gì nhỉ? À cũng xem video à? Ngồi ngồi xa lăn ấy. Anh Sô mà cô Hảo tí hon. Cùng với cô Toán tí hon. À chú ngồi xa lăn là chú Bắc. À Bắc chú Bắc. Ông tên Sô tay hành bé tí. Ông tên Sô tay hành bé tí. Tay hành bé tí à? Ông Liên Sô à? Ừ. À Mikino. Ừ.
Ôi vào nhà đi. À, vào đi. Diễn viên tí hòn khuôn mặt dạng người, con người khác hoàn toàn. Ừ. Rất vui mừng cho bà con. Anh Đông ơi. Anh Đông à. Quay lại cái nào. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Cắn Hương Dương à? Vừa đi vừa cắn à? Nói chuyện các bác nhé. Dạ bác ạ. Lâu lắm rồi được với nhà chị Toàn, chị Hoan. À. Vui gặp. À. Vui như này chứ. À. Dừng nữa này. Đấy. Đấy. Lại chậm là em bơm hòa không giúp phước. À. Cái này em nhổ dây kia, nhổ vát thì nói đỡ sốc mũi luôn. À. À. Tặng hoa thơm như phức. Ừ. Ngửi em sao? Không mũi. Thơm mũi luôn à? Ừ. Hay nhỉ? Cái này dễ thở luôn. Dễ thở luôn? Ừ. Hay nhỉ? À. Ừ, được. Nhất tỉnh làm gì á? Ừ. Hay à, vẫn cắn Hương Dương à? Ừ. Vẫn găm Hương Dương à? Ừ. À. Ừ. Đây. Ngô chuẩn bị được bể án nơi rồi. Ừ. Nhanh nhỉ? À. Nhanh một vụ mới. Ừ. Nhanh nhỉ? Quá đẹp, tuyệt vời. Như vậy nên nhanh. Nên nhanh á? Ừ. Nhanh chứ. Như vậy này bỏ đạn vào nên nhanh lắm. Bể án nơi. Ừ. Nhanh á? Ừ. Mùa này bà con là lại thoải mái để chăn. Ừ. Đúng không? Ừ. À, tước lá ngô này. Ừ. Đấy. Này cây nào dày tỉa cho bò nữa. Phải mấy ăn cộng với cỏ kia. Này cô Hảo tí hon đang chọn ngày đẹp để dắt bò. Con bò đẹp thật. Ấy giờ micro cầm cho Hồng Hà. Bà ấy trồng xong. Bé hơn. Đẹp thật. Quê hương ta ngày càng đổi mới. Anh xây chiếc cầu nối những yêu thương. Quê hương ơi, biên cương mây núi điểm trùng, đào lê sắc thắm một vùng biên cương. Quê hương ơi, vui xuân trai gái biên thùy. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Đi giám đốc mà. Giám đốc mà. Ngoài nia đi à? Dụng cái gì rồi? À? Đi mạnh rơi cả lá rồi nè. À? Ây ôi ôi ôi. Dụng rồi. À? Vỡ rồi. À? Vỡ rồi. Tắm lại. Tại anh đi mạnh quá đấy. Đấy, cắm lại đi. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Được rồi. Được chưa? Được rồi. Đẹp chưa? Ừ. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Thơm à? Ừ. Thơm ngát à? Ừ. Thành phố buồn nhớ không em, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên có tình yêu. Rồi từ đó vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chôn phong ba,
em làm dâu nhà người, âm thầm anh tiếc thương người, đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom gom kỷ niệm tìm vui. Anh nhớ biết bài gì không? Bài gì đấy biết không? Bài thành phố nào của anh ha? Hả? Mà anh hát toàn chiến lời. Tôi về thăm Mèo Vạc một chiều đông, huyện xa xôi đứng đầu nơi biên cương. Gió lành buồn mênh mang ra tai mèo. Ô, xin chào cô. Rừng đá chập trùng, rừng đá chập trùng, đá trước đá sau, rừng nuôi đá nuôi bao người khôn lớn. Sống trong đá chết nằm trong đó, vẫn anh hùng vượt khó đi lên, để hạt ngô cho hạt thóc thêm nhiều. Cho anh điện bừng sáng lung linh, cho trẻ thơ đến trường, cho trẻ thơ đến trường học thêm cái chữ, cho bớt đi nghèo đói, cho bớt đi bệnh tật, cho cuộc đời này ngày càng tươi đẹp hơn. Rồi, Hoàng Hiền quay về có nhá. Hoàng Hiền kết thúc cái video này ở đây đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Các bác yêu quý Hoàng Hiền thì các bác ủng hộ Hoàng Hiền bằng cách thiết thực, đó là đăng ký kênh các bác nhá, để Hoàng Hiền nhanh được nút bạc. Đấy, Hoàng Hiền xin chân thành cảm ơn các bác và xin chào các bác nhá. Em chào các bác, các chị bạn lại đó. Ngõ nhà anh Đông đi hon đây ạ.